chính giữa thẳng chân và nó dập xuống thành chân luôn, thì đang nghĩ đó là bị bị đau thần kinh tọa hoặc là đau thần kinh ngồi. Nếu thấy nào ở nhà mà mấy em có những cái máy massage nhưng mà nó phải cường độ mạnh ra, những máy massage có cường độ mạnh thì mấy em mới kích thích sâu được vô cái thần kinh ngồi. Vô đi thần kinh chạy và nó cứ hết vô đi lên tới đây, thì những người bị thần kinh tọa đó một thời gian sau mấy em cứ mỗi ngày mỗi lần cái động tác đó đi lặp lại 1 ngày 2 lần thì bảo đảm